Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Có khi nào các bạn cắt một kiểu tóc cho khách hàng nhưng mà đang cắt lỡ dở, các bạn bị rối, bị mất phương hướng, không xác định được mình phải làm gì tiếp theo? Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn cái cách cắt như thế nào đơn giản nhất, gọn gàng nhất mà để khách hàng cảm thấy thoải mái, có tận hưởng được cái kiểu tóc của mình, và mình cảm thấy mình tạo ra một tác phẩm như vậy nó rất là ok. Mình nhìn vô gương hoặc là mình nhìn thấy cái thái độ, cái nét mặt của khách hàng, mình cảm thấy sung sướng, nổi da gà. Và khi các bạn cảm nhận được cái giá trị đó thì xin chúc mừng các bạn đã thành công với con đường mình đã chọn. Các bạn thấy những chia sẻ của mình là hữu ích cho các bạn vui lòng nhấn vào like, nút đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái bí quyết của mình giúp cho các bạn thành công hơn với nghề và thành công hơn với cuộc sống. Cảm ơn các bạn. Việc đầu tiên là các bạn ổn định khách ngồi tròn khăn và hỏi tư vấn khách muốn cắt kiểu gì. Sau khi đã xác định được kiểu rồi, các bạn chia tóc lên. Chia tóc thì cũng có nhiều cách, nhưng mà các bạn cứ chia sao cũng được, miễn sao đường thẳng từ sấy cho tới trước trán nó phải thẳng một đường. Rồi tiếp theo mình đóng lưỡi, mình chấn nhẹ cái đường khung cho tóc. Đường khung này cao hay thấp cũng tùy theo cái form đầu và tùy theo cái mỹ quan của các bạn, miễn sao cho nó đều từ bên này qua bên kia và đều ở phía sau, cả ba nối lại thành một cái chữ U hoặc chữ V hoặc là vòng tròn. Các bạn làm lâu năm rồi thì thấy cái việc này nó đơn giản nhẹ nhàng, nhưng mà đối với những bạn mà mới thì nó là một vấn đề đó. Mình không xác định được mình sẽ đi khung bằng lượt, đi khung bằng cử, khung cao, khung thấp, khung thẳng đứng hoặc là khung đá ra. Các bạn không xác định được, các bạn cắt bị lỗi, cắt không ra được khung. Thì cái cách mà để mà đơn giản nhất, các bạn cứ chấn thẳng vô, mình đóng lưỡi lại, mình chấn thẳng vô, mình tạo được một cái khung hình chữ U, chữ V hoặc là khung tròn. Cao thấp thì tùy ý, miễn sao cho đều từ bên này qua bên kia và đều ở phía sau. Cái việc mà đi khung như thế này á, bước đầu nó rất là quan trọng nha các bạn. Nó sẽ dẫn đường cho các bạn để đi tiếp những cái khâu tiếp theo. Các bạn đi nó nhẹ nhàng và thoải mái, các bạn cắt mình cảm thấy đâu ra đó rõ ràng, nó không bị rối. Và khi mình đang trong cái quá trình mình chia tóc như thế này rồi, nó sẵn các bạn chấn cái đường ngôi ở phía trước trán luôn. Thế nên mình tạo cái vòng cung ở trước trán, chứ mình tạo cái đường ngôi cho đẹp luôn. Rồi xong rồi cái việc còn lại này, ở phía dưới rất là đơn giản, các bạn thấy không? Đó, mình chỉ việc làm cho nó phẳng từ phần mang tai cho tới cái phần đường khung. Có nghĩa là mình cạo bỏ luôn, mình không cần quan tâm đến nó nữa, mình chỉ việc lấy mình cạo nhẹ nhàng sao cho nó phẳng, nó đều, nó không có bị nham nhở, bị đốm. Việc này nói chung thấy đơn giản, nhưng mà việc mình tập luyện cái cổ tay sao cho nó dẻo, mình đi cho nó đều thì cũng đòi hỏi các bạn phải tập luyện nhiều. Phía bên này cũng vậy, các bạn vét từ mang tai, mình vét nhẹ nhẹ lên trên tới phần khung. Đó, các bạn để ý tay của mình không? Mình đưa lên đưa xuống, vừa đưa lên đưa xuống và mình vừa đi lên từ từ. Như vậy nó sẽ rất là đều và sạch. Các bạn thấy không? Khi mình đã đi khung xong rồi, mình vét bỏ phần phía dưới rồi thì nó tạo ra một cái hình như thế này. Lúc này mình có thể mình vui đùa với khách. Kiểu này là kiểu mới nhất 2021 hoặc là xu hướng năm 2022.
đó, mình tạo cho một cái chủ đề mình nói chuyện với khách cho nó vui và cũng giảm bớt được cái căng thẳng cho mình khi các bạn mới làm. Đó là một cái mẹo, một cái cách để mình giao tiếp với khách hàng. Sau khi các bạn chấn khung và mình vét bỏ phần dưới rồi thì cái việc còn lại nó cũng đơn giản hơn nhiều so với cái lúc đầu mà bạn nhìn vô rất là nhiều tóc, thì bây giờ nó đơn giản hơn. Các bạn chỉ cần kê ngang lược và quét ngang comber qua. Các bạn để ý cái đường song song ở phần khung phía trên và cái đường ngắn mình chấn lúc đầu. Đấy. Các bạn cứ tạo làm sao cho nó song song một khoảng đều với nhau. Có nghĩa là 10 cm thì sẽ đều 10 cm, 5 cm thì sẽ 5 cm, 4 cm thì 4 cm. Mình ví dụ như vậy. Các bạn cứ làm sao mà miễn sao cho nó đều là được. Các bạn lưu ý giùm mình cái này cũng rất là quan trọng nha. Có nghĩa là khi mình cắt xong bước nào thì mình phải phủi sạch sẽ bước đó. Có nghĩa là mình hạn chế tối đa cái việc mà để tóc con dính lại trên mặt khách hàng. Sau bước này thì mọi thứ nó cũng đơn giản hơn các bạn. Các bạn có thể tạo hiệu ứng fade bằng nhiều cách. Có thể bằng lược, bằng gắn cữ, bằng nhả lưỡi, vân vân. Và đối với trường hợp này thì mình gắn cữ 0.5 và mình đóng lưỡi. Mình đi nhẹ từ cái phần khung phía dưới mình tạo lúc đầu cho tới phần khung phía trên mình vừa mới tạo. Mình đánh sẽ cho đều, cứ lên xuống lên xuống lên xuống, đều tay, thật là đều tay. Và khi mình nhìn vô mình cảm thấy là nó mịn, nó đều là được. Các bạn chỉ lưu ý ở phần phía trên thôi, mình làm sao cho nó đều phần khung ở phía trên thôi. Phía dưới các bạn đừng có bận tâm nhiều, vì phần khung bây giờ mình đang đi là mịn ở phía trên, mình phá cái ngấn ở phía trên luôn đó. Các bạn thấy không, mình đi cái ngấn nó sẽ đều đều đều. Sẵn cái tiện nó mình nâng cái tông đơ lên cao một tí, thẳng lên theo chiều thẳng lên, và mình lấy cái lược mình gạt xuống. Thì việc như vậy nó sẽ vừa tạo hiệu ứng phay và vừa làm mịn cái phần khung. Các bạn thấy không, xong bước này là mình lại phủi sạch tóc và phủi sạch tông đơ để chuẩn bị bước tiếp theo. Trước khi mình làm bước tiếp theo thì mọi thứ phải sạch sẽ ở bước trước đó. Rồi bây giờ các bạn nhả lưỡi ra, bỏ cữ và đánh đều cái phần tiếp theo. Có nghĩa là phần khung ban đầu mình chấn cho tới phần khung mình vừa mới cắt. Đến bước này đó là bước thứ ba rồi. Các bạn nối liền hai phần đó là cho đều lại. Kỹ thuật đánh này các bạn, nói chung các bạn cũng đã có thể tìm hiểu qua rồi, các bạn đã cắt rồi. Thì mình chỉ cần lưu ý một điều, có nghĩa là các bạn đánh hẳn lên, tôn trọng cái phần khung. Mình đừng có đánh sâu vô nhiều quá, nó sẽ bị lệm. Và mình vừa đánh mình vừa nhìn, cảm nhận. Cái quan trọng nhất là mình cảm nhận. Mình vừa đánh mình vừa nhìn, nó có cái hiệu ứng đều đẹp là được. Cái việc mình nhả lửa nhiều á thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho mình cái việc là tránh bị lệm, nó bị ăn sâu vô nhiều quá. Sau khi phủi sạch bước vừa rồi thì việc bây giờ nó cũng đơn giản hơn các bạn. Các bạn chỉ việc phá ngấn bằng tông đơ trắng viền 2 cm thôi, đánh lên đánh xuống, đánh lên đánh xuống nhẹ nhàng đó. Các bạn thấy mình đánh không? Để cho mịn hơn nữa thì các bạn có thể dùng lại đúng ngay cái vị trí cữ mà mình nhấn khung lúc đầu để mình đánh nhẹ lại. Nó sẽ phá hầu như là
97-98% khi ngấn. Đơn giản là vì mình chấn cái ngấn, cái cử nào ở vị trí nào thì mình sẽ phá ngấn bằng vị trí đó. Có nghĩa là khi mình đóng lưỡi mình chấn khung thì mình cũng phá ngấn bằng đóng lưỡi để mình phá ngấn. Rất là đơn giản các bạn. Rồi, tới bước này là mình đã thực hiện tầm 60% công đoạn của một kiểu tóc rồi. Bước mình đang làm là mình phá cho mình lại hơn nữa cái đường khung ở phía trên bằng cách mình nâng lược lên và mình đi nhẹ lại, mình vét nhẹ lại thôi. Các bạn cũng có thể trở ngược cái tông đơ lại giống như mình, bo nhẹ cái phần khung để loại bỏ những sợi tóc con, và nhìn khung của mình cảm giác nó mịn, nó có một cái góc bo nhẹ, nhìn vô nó sẽ rất là đẹp. Tiếp theo là tới phần mái. Các bạn có thể xịt nước hoặc là để khô mình cắt cũng được. Nhưng mình thì mình hay xịt nước, vì xịt nước là để những sợi tóc nó dính lại với nhau. Khi mình bắt cái tóc lên thì nó sẽ liên kết và mình cắt dễ, đường kéo nó sẽ ngọt hơn. Và những cái sợi nào dư này các bạn cắt bỏ đi theo đúng cái đường ngồi của nó. Ở phần trước mái thì các bạn nâng lên góc 90 độ, mình bắt ngược cắt về phía sau vòng tròn xuôi theo phần mái song song với mình cắt theo đường vòng cung với đầu. Có nghĩa là cái đường cắt của mình nó sẽ song song với khung đầu và lần lượt cứ thế. Tiếp theo các bạn đứng ở phía sau và các bạn chạy ngược lên, ngược ra phần phía trước và cắt tương tự theo một vòng cung và song song với da đầu, với khung đầu của khách hàng. Khi các bạn thực hiện được hai bước như vậy, có nghĩa là các bạn đã cắt đều hết toàn bộ tóc của phần mái. Các bạn bắt lên và các bạn chỉ việc so lại, cắt những phần nào dư đi thôi. Rồi xong rồi các bạn chạy đều xuống. Những sợi tóc mà nó dư ra thì mình chỉ việc tỉa nhẹ thôi, cắt bỏ nhẹ thôi phần đó. Phần nào mà nhiều quá thì mình có thể lấy tông đơ và kê ngang lược mình vét qua, như vậy cho nó nhanh. Khi đã xong hết rồi thì mình kiểm tra nhẹ lại, chỉnh sửa nhẹ lại. Cái phần ngôi trước trán các bạn cạo theo đường vòng cung, cạo bỏ những phần tóc con thôi. Các bạn để ý cái khung, nó sẽ có vòng cung trước trán và chấn xuống thẳng vuông góc, hoặc là mình có thể bo cung nhẹ để tạo độ mềm mại. Phần đường ngôi khi mình chấn xong thì mình cạo theo cái đường ngôi mình chia tóc lúc đầu, thì hai bên phần mái nhỏ và phần mái lớn nó sẽ đều thẳng tắp một đường. Như vậy là mình đã cắt xong rồi, mình đi xả tóc và mình sấy khô. Các bạn lưu ý là những tóc nào mà dày ở phần mái thì mình có thể tỉa nhẹ, và những tóc nào mình cảm thấy nó vừa đủ rồi thì mình không cần tỉa. Khi sấy xong thì mình cho sáp lên đó, mình vuốt mình chia ra hai bên theo cái đường ngôi mình kẻ lúc nãy. Các bạn vuốt sáp một lượng vừa đủ thôi, đừng có nhiều quá mà cũng đừng ít quá.
và gom cũng vậy, các bạn để xa ra, các bạn xịt đều xung quanh một lượt một. Khi các bạn xịt đều xong, các bạn lấy cái lượt to như tay mình cầm đấy, cái răng to như vậy nó sẽ tạo những cái sớ, cái đường vân, và lúc đó các bạn có thể tạo kiểu thỏa thích theo ý muốn của các bạn. Lúc này các bạn có thể chăm chút từng cái sợi tóc, từng cái sớ tóc của khách hàng để khách hàng cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó. Lúc này đã xong hết rồi, mình có thể tư vấn khách hàng, chăm sóc tóc cho khách hàng tại nhà bằng cách là mình sử dụng những sản phẩm gồm sáp, dầu dưỡng tóc, cách sấy tóc, rồi các loại dầu gội, vân vân. Vì lúc này khách cảm thấy rất là thoải mái, và ngay cả các bạn cũng vậy, các bạn sẽ có hứng để mà mình nói chuyện, mình giao tiếp với khách nhiều hơn. Và đây là lúc thích hợp nhất để làm công việc tư vấn. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy những thông tin mình chia sẻ là hữu ích thì vui lòng nhấn like, nút đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn.